Rồi đây là thư thư của Google gửi ha mọi người, Google AdSense. Trong thư này thì để là thông tin quan trọng đính kèm, thì đây là mã PIN ha, xác minh địa chỉ. Bởi vì khi mình thiết lập tài khoản á, nhận tiền trên YouTube á, thì buộc phải có xác minh hai bước ha. Thứ nhất là xác minh về cái danh tính, thứ hai là xác minh địa chỉ ha. Thì đây là cái bước thứ hai của mình. Và trước tiên mình cũng xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo, công nhân viên và người lao động của YouTube ha, đã tạo điều kiện cho mình được trở thành đối tác và được kiếm tiền trên YouTube. Rồi kính chúc ban lãnh đạo, công nhân viên và người lao động của YouTube ha luôn mạnh khỏe, thành công hơn trong bước đường sắp tới. Cái thứ hai nữa thì cũng kính chúc mọi người ha đã ủng hộ Quang Liệt trong thời gian vừa qua, thì Quang Liệt hứa sẽ cố gắng sáng tạo được nhiều cái nội dung hay có ý nghĩa trên trang YouTube Trần Quang Liệt Official của mình ha. Không để mọi người chờ đợi lâu, thì Quang Liệt sẽ cho mọi người xem ha cái nội dung của thư. Như mọi người nhìn thấy ha, ở bên ngoài á để là Google AdSense, thì tên và địa chỉ của mình, cái dòng ở dưới màu xanh á, thì để là thông tin quan trọng đính kèm. Có một điều tuyệt vời là Google gửi á, ngày 4 tháng 10 năm 2022 ha, mà khi đến tay mình á, là vào lúc 13 giờ ngày 5 tháng 10 ha, chỉ là sau một ngày thôi. Sau một ngày thì Google gửi á, là đã đến mình rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở bên trong ha, để cho mọi người xem cái nội dung của thư gửi mã PIN ha. Rồi đây là đoạn đầu của thư ha. Thứ nhất là có tên, địa chỉ nhà của mình. Ở bên dưới thì có một cái đoạn ha: chào mừng bạn đến với Google AdSense. Tài khoản của bạn hiện chưa được thiết lập để nhận thanh toán. Mã số nhận dạng cá nhân PIN Google AdSense của bạn được bao gồm trong thư này. Vui lòng làm theo hướng dẫn để xác minh địa chỉ của bạn. Đó là nội dung đầu thư ha của Google gửi cho mình. Ở góc phải phía trên á là có cái chữ Google AdSense giống như ở ngoài bì thư ha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái đoạn dưới gồm những nội dung gì ha. Rồi đây. Nội dung: hãy đăng nhập vào tài khoản AdSense và tìm thẻ xác minh mã PIN trên trang chủ của bạn. Nhập mã PIN của bạn chính xác như mã xuất hiện ở bên phải và nhấp vào gửi. Đó, thì cái mã PIN của mình á, xin phép mọi người là mình giấu nó đi ha, bởi vì cái đó là mã PIN cá nhân. Đây ở dưới Google có dặn rất là kỹ ha. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ dừng phân phát quảng cáo trên toàn bộ tài khoản nếu bạn không sử dụng mã PIN này để xác minh địa chỉ của mình trong vòng 4 tháng. Đó, nếu từ khi chúng ta nhận mã PIN mà trong vòng 4 tháng mà mình không xác minh địa chỉ á, thì YouTube sẽ dừng phát quảng cáo trên toàn bộ tài khoản. Đó. Rồi, ở dưới thì có lời cảm ơn ha, nhóm Google AdSense và cái câu dặn cho chúng ta. Đây là mã dành riêng cho tài khoản của bạn và địa chỉ thanh toán bạn muốn xác minh. Vui lòng không chia sẻ mã này cho bất kỳ ai khác. Và lưu ý rằng Google sẽ không bao giờ gọi và yêu cầu bạn chia sẻ mã PIN. Đó thì nội dung nhắn của Google dành cho các YouTuber chúng ta là như thế ha mọi người.
Đó thì vừa qua anh Liệt cũng đã chia sẻ cái thư của Google gửi ha, kèm với mã PIN để xác minh địa chỉ và tạo tài khoản nhận tiền trên YouTube ha mọi người. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo, công nhân viên và người lao động của YouTube ha. Kính chúc quý lãnh đạo, nhân viên và người lao động của Google và mọi người đã ủng hộ Quang Liệt một lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Và đến đây thì cũng hết cái phần chia sẻ của Quang Liệt về cái thư xác minh địa chỉ bao gồm mã PIN gửi cho tài khoản Trần Quang Liệt Official. Xin trân trọng kính chào. Xin cảm ơn ạ.